một đòn xoay tròn như đĩa hát. Cậu có phải là mèo không đấy? Đến một con chuột nhắt cũng không bắt nổi. Tớ bắt chuột chuột, nhưng tớ vẫn là mèo. Không những thế, cậu xem này, tớ còn là một chiến binh mèo. Hẳn là chiến binh mèo cơ đấy. Cậu chỉ quanh quẩn ở căn phòng này hết ăn rồi lại ngủ. Nhìn lại mình xem, trông cậu chả khác gì một con thú cưng cả. Cậu có biết thế giới ngoài kia thú vị như thế nào không? Ngoài đó, cậu được tự do chạy nhảy và làm những điều mình thích. Thôi, chào chiến binh thú cưng, tớ phải đi khám phá thế giới đây. Đợi tớ với, tớ muốn theo cậu ra thế giới ngoài kia. Tớ muốn làm một chiến binh mèo chính hiệu. Nào, đi làm mèo chính hiệu thôi. Cái con danh chuột nhất nó chạy ra ngoài bằng lối ấy đấy. Cậu thích thì nhích đi. Ừ nhỉ, thế mà tớ không nghĩ ra. Nhảy thế á, đến Tết cũng chẳng ra được. Sao cậu lại nhảy vào đây? Tớ đang muốn ra còn chẳng được. Cậu đúng là đồ ngốc, tớ vào đây để cứu cậu ra. Cậu đúng là thú cưng xịn sò đấy. Tớ nói trước là ra ngoài không giống như ở trong này đâu. Tớ không muốn làm thú cưng nữa, tớ muốn làm mèo. Mèo chiến binh lên tên. Cậu có chịu được cú nhảy quả tạ của tớ không đấy? Không chịu được, tớ vào đây làm gì? Tớ chóng mặt quá, tớ không quen đứng trên cao. Cậu mở mắt ra xem. Mau đi khám phá thế giới thôi, chiến binh mũi đỏ. Hey. Chiến binh mũi đỏ, tên hay quá. Đợi tớ với, tớ sẽ gọi cậu là Moon nhé. Kia là cái bẫy chuột răng cưa. Cậu phải tránh xa nó nếu không muốn mất mạng. Còn cái thòng lọng chuyên bắt tụi mình nữa, cái đó mới đáng sợ. Ôi cái quái gì thế này, kinh quá. Tớ chỉ ăn được thức ăn có vị cá thôi. Ra ngoài không có những thứ xa xỉ ấy đâu. Cậu tập ăn đi, không thì chết đói đấy. Cậu thích ăn cá đúng không? Nhưng phải đi xa một chút đấy. Có cá thì xa mấy tớ cũng đi được. Trông cậu kìa, mau theo tớ. Mũi đỏ ơi, ra đây bắt cá. Không, tớ sợ ngã xuống nước lắm. Cậu đúng là tớ có cách bắt cá mà không cần nhảy xuống nước. Nào, cậu làm theo tớ nhé. Cậu học nhanh đấy. Tớ bắt được một con. Wow, lại một con nữa này. Ưu thế của loài mèo là nhảy, nhảy cao và xa sẽ giúp chúng ta tránh được nguy hiểm. Hãy xem tớ làm mẫu nhá. Cậu tập nhảy theo tớ đi, những bước ngắn thôi. Mau ghim móng chân vào mỏm đá. Cậu hãy nhớ, phải thật bình tĩnh trước mọi nguy hiểm. Mình phải làm được. Đẹp lắm, cảm ơn cậu.
Một đòn quay tròn như đát. Mũi đỏ. Cú nhảy của chiến binh có khác, khí chất ngất trời. Nơi này nguy hiểm quá, chúng ta đi thôi cậu. Tớ đói bụng quá. Được rồi, chiến binh mũi đỏ, hôm nay tớ sẽ chiêu đãi cậu món cá trên bờ. Nào, đi theo tớ.